Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người thấy Di lên cái concept rất là sang trọng. Và cái concept này thì Di đang muốn ủng hộ cho bộ phim Chị Em rất là hấp dẫn và đặc sắc. Và mặc dù biết là bây giờ là qua Tết rồi mọi người, hôm nay là mùng 10 Tết rồi. Nhưng mà vì do là phim Chị Em thì vừa mới được công chiếu vào lúc mùng 1 Tết. Và thật sự Nhi đi coi thì Nhi được lấy cảm hứng về cái phim này rất là đẹp. Và về hình ảnh, về tạo hình của chị Minh Hằng và của Ngọc Trinh rất là đẹp. Và đặc biệt thì sau khi mà xem xong cái phim này thì Nhi lại thấy là bộ phim nói rất là hay về tình cảm giữa các mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt là những người gọi là chị em hay là gọi là đồng nghiệp hay là bạn bè vân vân. Nói chung bộ phim đã khắc họa nên những cái hình ảnh và những câu chuyện rất là đời và rất là thật, làm cho Nhi muốn mình bắt trend để mình có một cái bộ ảnh mang với cái thần thái là cũng như chị em để đưa đến khán giả. Và đó cũng giống như là một cái điều để nhắc nhớ đến những người bạn hoặc là những người khán giả của Nhi sẽ đến rạp ủng hộ cho phim chị em nha mọi người nha. Mãi yêu, I love you. Bây giờ mời mọi người xem trọn vẹn cái buổi chụp hình ngày hôm nay. Và đặc biệt thì hôm nay là một cái cũng như là hôm nay mùng 10 Tết là ngày vía thần tài đó, nên là sẵn là Nhi bút cho Tiến một cái job make up để cho Tiến được khai trương. Hôm nay là ngày khai trương của Tiến luôn, khai cọ luôn, cho nên là vào dịp Tết nếu như mà những bạn nào mong muốn được học make up thì có thể đến với Tiến. Tiến đã có thể rất là nhiều layout. Nói chuyện đi Tiến, nói chuyện đi, khá khẩu trang ra cho người ta nhìn mặt cái trời. Nói chung là Tiến rất thay đổi layout cho Nhi rất là ok. Mọi người có thấy là nếu như mọi người đồng hành chung với Nhi thì đã thấy là sang cũng có, dễ thương cũng có, thư sinh cũng có, và ngày hôm nay thì đi theo nét truyền thống và rất là sang trọng theo kiểu Sài Gòn xưa thì cũng có. Và còn kia là một nhiếp ảnh gia tài ba đó, đó chính là anh Khánh Nguyễn đúng không? Khánh Lê đó, trời, Khánh Nguyễn là ai vậy trời? Không được cắt giùm em nha. Đó, đây là một nhiếp ảnh gia rất là tài ba, Lê Quốc Khánh nha mọi người nha. Đó, hôm nay là mấy anh em đang đi chụp hình mùng 10 Tết. Bắt đầu là mấy anh giờ này là người ta đã qua xuân rồi, nhưng mà anh em tụi em đi đu trend đó mọi người, nên là mọi người nhớ yêu thương ủng hộ nha. Và anh Khánh chụp hình rất là đẹp nha, đa số bây giờ những hot Sài Gòn là vô tay Khánh hết rồi đó, cho nên em mong là sau bộ ảnh này Khánh sẽ làm cho em hot hơn nữa nha Khánh nghe. Mọi người xem clip nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho Nhi nha mọi người nha. Bữa giờ thì có thể là ra rất là ít clip, nhưng mà thời gian tới thì sẽ có nhiều clip hơn. Mọi người nhớ ủng hộ cho Nhi nha. Hello tất cả mọi người, hôm nay thì Nhi đang chụp ở tại chùa Bà Thiên Hậu ở trên đường Nguyễn Trãi á mọi người. Thì để bắt cái concept là chị em với Sài Gòn xưa năm trước 75, thì cho nên là Nhi mới mượn bối cảnh là của chùa Bà Thiên Hậu một xíu nữa đây. Mọi người sẽ được tham quan tại sân chùa Ong nha mọi người nha. Đó, cái chùa rất là đẹp, nằm trên đường Nguyễn Trãi á mọi người. Và chùa này với lịch sử văn hóa rất là lâu đời rồi nha mọi người nha. Rồi. Để vô tham quan chùa luôn em. Rồi. À là dẫn mọi người vô tham quan luôn hả? Rồi mọi người vô đây thì chùa Bà Thiên Hậu là hội quán Tuệ Thành đó mọi người. Thì chùa Bà Thiên Hậu thì là hình như là theo như em được biết á, chùa Bà Thiên Hậu thì là do hội quán người Quảng Đông sống tại chợ lớn, là hội người Quảng Đông đã lập lên chùa và rất là lâu đời rồi, hơn 100 năm tuổi rồi. Còn bên chùa Ong Nguyễn Trãi cũng là nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi luôn, chùa Bà tới trước rồi sẽ tới chùa Ong, thì là của do hội quán người Triều Châu là sùng chính á, là để đặt bên chùa Ong, bên phía bên kia là người Triều Châu. Bây giờ chùa này là cổ lắm rồi đúng không? Chùa này rất là lâu đời rồi, là do những người Trung Quốc hồi xưa gọi là như gọi là ông bà cố, ông bà tổ từ bên Trung Quốc mà về đây, thì những người đó là người ta di cư về đây và người ta muốn nhắc nhớ lại cái văn hóa tín ngưỡng, tại vì đa số người Trung Quốc thì là sẽ thờ Phật đó. Thì ở đây là chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, là một vị thánh mà bảo vệ cho dân gọi là hộ mạng á, là có quan ngài đang quan thánh hoặc là vị thánh mẫu. Thì đây là phía trời, là mọi người thấy không? Ở phía trên này là được để đi khắp những cái hình, những cái tượng đó. Mọi người thấy rất là sắc sảo và chi tiết. Và những cái đó là rất là lâu đời, từ xưa tới giờ người ta chỉ là phục hồi nó
là người ta sửa sang nó chỉnh chu lại thôi, để nó không có bị hư cũ thôi đó, chứ không có làm mới gì lại hết cho mọi người đó. Mọi người thấy rất là nhiều đó, chính là trên đó là giống như là những cái bói hiền, bói từ ngày xưa đến giờ diễn tả lại những cái ca kịch về những vị tiên, về những vị thần quan. Thì nơi đây cũng có góp công một phần để bảo vệ đất nước của mình nữa. Đây là những cái khẩu súng hồi xưa. Súng hả em? Súng đó. Nãy giờ anh cứ tưởng là tẩu thuốc lào. Trời ơi, ai mà hút tẩu dữ vậy? Đây, có thể đây là cái trang có thể vậy đó. Không, cái này nó thu nhỏ. Thu nhỏ này hả? Ờ. Phải không? Đúng rồi, giống như cái miếu nó thu nhỏ rồi. Đây nè mọi người, đây. Có hình của bác Hồ nữa nè mọi người. À, đây là dắt nhớ tới. À, đây giới thiệu với mọi người. Mọi người chắc hẳn là nhìn cái bờ tường này rất là quen thuộc. Rất là nhiều chị em đã đến và cũng như là chụp hình cái khúc bờ tường này để rất là đẹp. Ở trên mạng xã hội thì nhìn đây là những cái tờ giấy gọi là cúng dường cho chùa đó, thì người ta sẽ ghi cái giá tiền và cái tên gia đình ở lên đây để cúng dường cho chùa, cái những cái số tiền này để trả lương cho những cô chú mà giúp chùa, vệ sinh chùa, giữ chùa này kia đồ mọi thứ các cái, và cũng như để phục dựng, để sửa chữa, đóng tiền điện, tiền nước, chi trả mọi thứ sinh hoạt đó, thì cái này là đóng góp cho chùa. Còn đây là ngôi chính điện đó, thấy không, ngôi chính điện thì vào ngày rằm tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu là rất là lớn đối với mùa hoa, thì khi đó là sắp tới rồi mọi người. Tết thì mọi người đa số đến đây là vào ngày những ngày Tết, và đặc biệt nhất là ngày rằm tháng giêng và Tết Nguyên Tiêu rất là lớn, thì sẽ đến đây lúc đó mọi người sẽ thấy là rất là đông, và đa số những lưu hương sẽ được di dời ra ngoài trước, trong đây không cho thắp hương về quá đông người, thắp ngoài trước là vô đây chỉ viếng lại bà thôi. Đây là người nhỏ tới lớn thì đã được cái này. Ồ, nhìn đây là bằng đồng hả, không bụi lương, bụi lương này chắc đồng hả? Bằng đồng đó, bằng đồng đó con người. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên chùa ông nha mọi người nha, đi ngang mình hết nắng rồi sẽ không chụp hình gì sao nữa. Ở qua chùa ông mà chụp cũng không đẹp thôi, ở chùa nó giống nhau bút. Nhưng mà ta chỉ chở không biết mình hỏi mình lại hỏi là tí đó mà cho thuê mà. Cái này thường thường là ta cũng tua tay cũng tay tua nó không thì nó không tư rồi, có cái phút tua đúng không? Cái này cũng bên phòng công ty du lịch đó.